Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì thầy đã quay cho các em ở cái bài số 5, số 6 và số 7 ở trong chương 2 số thực này rồi đúng không nào? Và chúng ta đã nắm được các kiến thức và chúng ta đã phân biệt thế nào là số hữu tỉ và thế nào là số thực rồi. Tại vì bản thân số thực thì nó bao gồm cả số hữu tỉ và số vô tỉ, đúng chưa nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần luyện tập chung. Xong phần luyện tập chung là thầy sẽ quay cho các em bài tập cuối chương 2 nữa là xong ở chương này. Sau đó chúng ta sẽ đi sang chương 3. Ok nha. Ở phần ví dụ thì theo thầy nghĩ thì trong đây người ta đã giải chi tiết cho các em rồi, nên thầy sẽ không nói nữa, mà thầy sẽ chuyển sang giải cho các em phần bài tập ở trang 38 em nha. Ok, cái phần ví dụ các em tự đọc nha. Rồi ta sẽ đi sang phần bài tập em, ta đi sang câu 2.19 này. Người ta yêu cầu gì đây? Cho 4 phân số 1, 2, 3, 4. Câu A, người ta yêu cầu là phân số nào trong những phân số trên không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Thì bài này nó có hai cách làm nghe em, có hai cách trình bày. Nghe thầy nói một xíu này. Cách thứ nhất á, là chúng ta tính ra, ta tính ra để chúng ta kết luận. Em hiểu nào? Nghĩa là các em lấy 17 chia 80 bằng bao nhiêu đó, 611 chia 125 bằng bao nhiêu đó. Em hiểu nào? Cách hai á, là chúng ta dựa vào cái phần mà cái mục mà đọc thêm ấy, em có biết á, đó chính là cái mẫu của nó. Ta phân tích bốn cái mẫu này, 80, 125, 91 và 8. Nếu cái mẫu nào mà nó có ước khác 2 và 5 thì mẫu đó chắc chắn, nghĩa là thầy nói cái phân số đó sẽ viết được dưới dạng là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Còn nếu như cái mẫu nào nó có ước, nó không khác 2 và 5 thì nó sẽ được viết dưới dạng số thập phân hữu hạn. Hiểu chưa? Thầy sẽ làm cho các em cả cách 1 và cách 2 nha. Cách 1, bây giờ cách 1 thì người ta tính ra thôi. 17 phần 80 bằng, thì cái này thầy xin phép là sử dụng máy tính nha, bấm nha. Chứ giờ đây mà thầy nói với em mà sử dụng tính nhẩm ngồi nháp nữa làm tới mai chưa ra. Đúng không? Giờ còn có máy tính hỗ trợ rất là nhiều em, đặc biệt lên chương trình lớp 7 này mà không có máy tính thì thôi mỏi luôn á. 17 chia 80, cái này chắc chắn là hữu hạn này, 0,2125 này, đúng không? 133 chia cho 91, cái này là vô hạn tuần hoàn này. Đấy, chính là ra được là 1,461538, được chưa nào? 611 chia cho 125, 4,888. 9 chia 8 1,125. Sau khi game tính xong thì chúng ta đã có thể kết luận được rồi. Như vậy game thấy là cái số mà không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn đó chính là số này. Còn ba thằng này đó chính là ra được số thập phân hữu hạn này. Hiểu chưa nào? Như vậy, số không viết được số thập phân hữu hạn là đó chính là 1,133/91. Xong, nếu là cách 2. Cách 2 thì nó còn khá là dễ, chúng ta dựa vào mẫu nguyên tố, chúng ta phân tích bốn cái mẫu này ra. 80 á, 80 thì chúng ta bằng 16 nhân 5 thì bằng 24 nhân 5 đúng không nào? 91, 91 thì bằng 7 nhân cho 10 13. Cái mẫu 125 thì bằng 5 mũ 3. Cái mẫu 8 thì bằng 2 mũ 3. Như vậy thì ở đây em thấy là ba cái mẫu là 8, 125 với 8 thì nó có mẫu nguyên tố đó chính là 2 với 5. Còn riêng cái mẫu 91 này thì nó có cái mẫu là gì? 73, chứng tỏ nó khác với lại gì? Khác với lại là 2 với 5. Nên là chắc chắn là cái mẫu 91 này khi chúng ta viết được là không viết được dưới dạng là gì? Số thập phân hữu hạn. Ok. Vì 91 có ước nguyên tố. Cách 2 anh em nha. Các em muốn làm cách nào thì làm. Nguyên tố khác, các em ghi chữ khác nha. 2 và 5. Nên 133/91 không viết được
dưới dàn. Số thập phân hiểu hàm, thầy ghi tắt. Số thập phân hiểu hàm. Hàng xóm chỗ thầy vẫn đang làm nhà nghe, cứ ọ khó chịu ghê, nhưng mà không còn cách nào khác nghe. Tại vì thầy không thể nào mà ra ngăn cản, bảo mày đừng có làm nữa, để tao quay bài cho học sinh không được, nó quýnh thầy phù mỏ mất. Nên là thôi các em cố gắng, thầy sẽ cố gắng nói to. Thầy nói to để lấn át cái tiếng máy cưa em nha. Tại vì làm nhà gỗ em. Ta sẽ đi sang câu B. Tại vì cái câu A này thầy làm hai cách như vậy. Ở câu B em nha. Ở câu B người ta hỏi như này em. Cho biết căn 2 của 2 là bằng này, hãy so sánh phân số tìm được trong câu A với căn 2 của 2. Nghĩa là phân số mới tìm được là phân số này, là A này. Đây, chúng ta nào, với căn 2 của 2 thì bây giờ chúng ta so sánh hai này đúng không? Câu B, ta có là 133 phần 91 thì hồi nãy chúng ta bằng là 1, phải chu kỳ 4, 6, 1, 5, 3, 8 đúng không? Bây giờ chúng ta so sánh với căn bậc 2 của 2 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 1,41 đúng không? 1,41 42 gì đó. Thì em thấy rằng là phần về phần nguyên á, 1 với 1 này bằng nhau. 44 thì số phần thứ nhất, nhưng mà ở đây số 6 thấy không? Ở đây số 6 mà ở đây số 1 thì chứng tỏ thằng này lớn hơn này. Được chưa? Vậy thôi. Rất là dễ. Ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo nha, 2.20. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở câu 2.20 nha. 2.20 câu A. Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn, dùng dấu ngoặc để chỉ đạo chu kỳ. Ở đây là 1/9. 1/9 thì ở đây chúng ta tính ra thì nó sẽ bằng là 0, chu kỳ mấy? Chu kỳ 1. Tương tự như vậy thì nó sẽ là 1/99 thì sẽ bằng là 0, chu kỳ 0,1. Cứ như vậy, nếu mà 1 chia cho 999 thì nó sẽ là 001 ha. Ở đây người ta hỏi là em có nhận xét gì về kết quả nhận được. Như vậy thì ở đây chúng ta nhận xét này. Nhận xét cái dạng thập phân vô hạn tuần hoàn của phân số, nó có dạng là 1 mà các chữ số như đây là chữ số 9 ở dưới mẫu ha. Thì chúng ta có bao nhiêu chữ số 9 nha, có bao nhiêu chữ số 9 thì tương ứng với gì, cái chữ với chữ số gì, chữ số 0, 0, 1 được nè. Như vậy chúng ta có là cái dạng thập phân vô hạn tuần hoàn của phân số có dạng đó chính là 1 trên cho 999 đi. Thì ở đây nó sẽ bằng lại nha. Bằng ở đây là 0,0001 gì đó. Ở đây là tương ứng, ở đây là n trừ số 9. N trừ số 9 thì nó sẽ ra được là n trừ 1 chữ số 0. Nhớ nha. Có bao nhiêu chữ số 9 thì ra được là ví dụ 2 chữ số 9 thì ra được là 1 chữ số 9. 1 chữ số 9 thì nó không có chữ số 0, nhưng mà 2 chữ số 9 thì nó ra 1 chữ số 0 này. 3 chữ số 9 thì nó ra là 2 chữ số 0. Ví dụ bây giờ chúng ta dự đoán cái thằng này. Như vậy ở câu B, 1 trên 999 thì nó ra 0, chu kỳ này. Ở đây mấy chữ số 9? 1, 2, 3. 3 chữ số 9, đây này, n chữ số 9 thì ra được n trừ 1 chữ số 0. Như vậy 3 chữ số 9 thì các em lấy 3 trừ 1 là ra được 2 chữ số 0 là 1, 2. Và chắc chắn ở đây nó sẽ có số 1 nữa. Hiểu chưa nào? Cứ như vậy. Ví dụ như 1 phần 999, 4 chữ số 9 đi, thì chỗ đây sẽ là gì các em? 0, 0, 0, 1. Đó. Quy luật của nó là như vậy. Ok.
chỗ đây chúng ta bấm suy ra nha, chỗ này suy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở bài tiếp theo. Nó hơi ồn xíu ở nhà hàng xóm, các em thông cảm nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang ở cái bài 21. Viết 5/9 và 5/99 dưới dạng số tập hợp vô hạn tuần hoàn. Thì 5/9 đúng không? Các em nhìn này, 5/9. 5/9 có phải là 5 nhân cho 1/9 không này? Đúng không? 5/9 thì thầy viết sẽ là trở thành là 5 nhân 1/9. Mà 1/9 hồi nãy á, hồi nãy thì nó sẽ ra là gì em? 5 nhân 1/9 hồi nãy nó ra là 5 nhân cho 0, chu kỳ mấy? Chu kỳ 1. Đúng không? 5 nhân cho 0, chu kỳ 1. Và nó sẽ bằng là 0, gì? Chu kỳ 5. Đấy. Ok. Ôi, quá dễ hiểu luôn. Tiếp tục, 5/99 có phải 5 nhân cho 1 gì? 99. Đúng không? Mà 1/99 đâu này chúng ta sẽ viết là gì em? Là 0, chu kỳ 0,1. Đúng không? Như vậy thì ở đây nó ra được là 0, chu kỳ 0,05. Đó. Nên là ví dụ như người ta yêu cầu các em viết là từ cái 0, chu kỳ 0,5 hay là 0, chu kỳ 5 về dưới dạng cái mẫu là 9 thì chúng ta sẽ làm ngược trở lại như thế này. Từ đây chúng ta viết qua ngược trở lại như thế này để ra được các phân số này. Nó có hai cái dạng như vậy. Từ ở ví dụ 0,005 người ta yêu cầu viết dưới dạng mẫu của số 9 thì chúng ta phải làm ngược qua bước đây, qua bước đây và qua cuối cùng là ra qua bước đây. Hiểu ý thầy nói mà. Đó. Ta sẽ đi sang câu 22 nha. Được không? Rồi. 22. Như đây. Trục số ha. 2.22. Nam vẽ một phần trục số ở trên vở ô ly và đánh dấu 3 điểm ABC như sau. Các em nhìn này. 13 đến 14 là cách nhau bao nhiêu đơn vị? Là một đơn vị. Đúng không? Một đơn vị. 13 cho tới chính giữa này á là cách nhau là bao nhiêu em? 0,5 đơn vị. 0,5. Chia coi chia là mấy ô này? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy cứ mọi cái là không tương ứng là các em hiểu là cứ mọi cái ô này là 0,1, nghĩa là ở đây là 13,1 này, 13,2 này, 13,3 này, 13, mấy? Đây chính là 13,4. Các em hiểu không? 13,1 này, 2,3, 4, 5, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10. 10 là đúng một đơn vị là ra 14, chứng tỏ A. A nó sẽ biểu diễn là nó bằng là 13,4 này. B đến tiếp này. 14 đến 15 như vậy ở đây là 14,1 này, 14,2. B chính là 14,2 này. C 14,2, 14,3, 14,4, 14,5, 14,6. C đây chính là 14,6. Được chưa? Câu B. Làm tròn số thập phân được biểu diễn ở điểm C với độ chính xác là 0,05. Độ chính xác ở đây 0,05 nghĩa là hàng phần gì? Độ vít nghĩa là độ chính xác là phần phần gì? Phần trăm. Thì chúng ta sẽ làm tròn đến hàng phần chục, phần 10. Làm tròn đến hàng phần 10. Các em hiểu nè. Đến hàng phần 10 như vậy thì các em ghi thầy làm tròn số thập phân được biểu diễn điểm C được biểu diễn điểm C với độ chính xác 0,05. 0,05 ở đây là đến độ chính xác là phần trăm, thì chúng ta khi làm tròn thì chúng ta thuộc lại 10 đơn vị. Đó chính là làm tròn đến hàng phần 10 thì nó vẫn là gì? Đây là chữ số thập phân thứ nhất là tương ứng hàng phần 10 thì nó vẫn là 14,6 à. Ta được 14,6. Tại vì ở bản thân câu A này người ta yêu cầu là đi xác định AB thôi. Nhưng ở đây thầy xác định C luôn để em thấy luôn nha. Ok.
ta đi sẽ đi sang ở cái bài tiếp theo. Rồi. Thầy dấu chấm hỏi bằng số tích hợp. Câu A, âm 7,02 nhỏ hơn âm 7 ở dưới đây chu kỳ 1, đúng nè. Như vậy thì ở đây kênh so sánh này, âm 7 với âm 7 bằng nhau. Ở đây là số 0. Ở đây số 0 đúng không? Thì đây số mấy, mà đây là số 2, mà đây chu kỳ 1. Chứng tỏ chúng ta thấy ở đây âm 2, âm 2 sẽ nhỏ hơn âm 1. Chứng tỏ chỗ này bắt buộc phải là số mấy, chắc chắn phải là số 0. Chỗ đây là số 0, thì gạch chân ở đây còn phải điền này, được chưa nào? Câu B, âm 15,3 021 ở đây, cần điền chỗ đây này. Kem so sánh này, ở đây là âm 15 với âm 15 là bằng nhau về phần nguyên đúng không? Đây số 3, ở đây số 3 bằng nhau. Ở đây là số mấy? Ở đây là số mấy mà nhỏ hơn, ở đây là âm 8 nha. Chỉ có dịch thể duy nhất là chỉ có một số duy nhất, đó chính là số 9. Như vậy ở đây chúng ta cần điền thành là số 9 nha. Rồi, tiếp tục ta sẽ đi sang ở bài tiếp theo. Bài 2.24. So sánh số thập phân thì quá dễ. 12,26 ở đây 12,24. 12,24 là thầy viết ra trở thành 12,24 này. 24 này, 24 này. Như vậy ở đây 12 với 12 này bằng nhau, đúng không? Số 2 với số 2 bằng nhau, ở đây là số 6 mà đây số 4. Ở đây số 6 mà đây số 4 này. Số 6, số 4 thì số 6 lớn hơn. Được chưa? Ở đây các em có thể mở đơn ra vì 6 lớn hơn 4. Nếu mà giáo viên có hỏi 31,3 chu kỳ 5 thì đây sẽ bằng là 31,355555. So với đây lại là gì các em? 29,9 chu kỳ 8. Như vậy thì ở đây các em thấy 31 với 29, chúng ta không còn quan tâm tới hàng thập phân luôn. Tại vì ở bản thân cái hàng số nguyên ở đây là 31, ở đây là 29, thì 31 sẽ lớn hơn, vậy thôi. Đây ta có thể mở ngoặc ra vì 31 lớn hơn 29. Hay nó khác là 3 lớn hơn 2 đấy. Sao 3 lớn hơn 2 này, so sánh hàng chục trước. Rồi. Vì 3 lớn hơn 2, hàng chục. Xong. Ta sẽ đi sang là câu tiếp theo nha. Đúng nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang câu 2.25 nha. Câu A, căn bậc 2 của 1 thì bằng mấy em? Bằng 1. Câu B, căn bậc 2 của 1 cộng 2 cộng 1. 1 cộng 2 cộng 1 là bằng 4. Mà 4 thì người ta đưa về là 2 bình phương. Các em hiểu nào? Số 4 thì người ta đưa về 2 bình phương, thì bình phương mà căn mất đi thì bằng số 2. Câu C, quá dễ ha. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 2 cộng 1. Đây bằng căn 2 của mấy? Của 9 đúng không? 9 thì người ta viết trở thành là 3 bình phương. Cái này dễ nên thầy làm nhanh. Vậy đó. Quá dễ không? Tiếp tục em. Câu cuối thì càng dễ hơn nữa. 2.26. Dễ không? Quá dễ ha. Căn bậc 2 của 3 tất cả bình phương. Thì em bình phương với căn này mất thì cái này bằng 3. Đó. Căn bậc 2 của 21, thầy cũng không nghĩ người ta lại cho dễ như thế này em. Bình phương với căn là bằng 21. Cho bài tập ở trong quyển sách này thì thấy nó dễ hơn nhiều so với lại cái bộ Chân Trời Sáng Tạo em. Bộ Chân Trời Sáng Tạo canh diều thì khó hơn nhiều. Cái bộ kinh nói tri thức này thầy thấy cái lượng bài tập người ta ra khá là dễ nha. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần bài tập cuối chương 2 nha, gồm từ câu 27 đến câu 31 5 bài. Em làm trước ông thầy phần này nha. Bấm dừng màn hình lại để em ghi chép rồi làm.
Nhớ nha. Ok, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Chúc em học tốt. Bye bye. Rồi, xin chào các em ủng hộ cái kênh.